Chào bạn, đây là HP Pavilion 14 và nếu bạn có 15 triệu đồng trong tay thì mình nghĩ rằng đây là một trong những dòng laptop đáng cân nhắc nhất đối với lại sinh viên và dân văn phòng. Thì vì sao mình lại nói như vậy? Thì các bạn thấy rằng là cái ấn tượng đầu tiên mà các bạn nhìn vào chiếc HP Pavilion 14 này đó chính là thiết kế của nó rất là đẹp. Laptop này bạn thấy là thiết kế của nó rất là đẹp, rất là xuất sắc, với lại cái vỏ ngoài là bằng kim loại và nó rất là nhỏ gọn để mà các bạn có thể dễ dàng đem đi hàng ngày. Cái trọng lượng của nó chỉ có 1,6kg mà thôi. Và các bạn cũng thấy rằng cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt, rất là cứng cáp. Với cái phần này gần như là rất là khó bẻ. Và nổi bật nhất đó chính là cái cơ chế mà nâng của cái laptop này. Thì bạn thấy ở đây là khi mình đặt cái laptop này và mình mở ra đó, mình có thể mở một tay. Tức là cái thiết kế bản lề này nó rất là tốt. Cũng như là khi mình mở ra cái bàn phím nó dựng lên thì cái phần thân này nó cũng nâng lên, thì nó nâng cái bàn phím lên. Cái thiết kế này thì nó sẽ cho phép là bạn có thể gõ phím một cách thoải mái hơn so với là những cái laptop thông thường thì cái bàn phím nó đặt phẳng. Thì chiếc máy này gọi là HP Pavilion 14 là bởi vì nó sử dụng cái màn hình 14 inch độ phân giải là Full HD và cái công nghệ IPS cho cái màu sắc cá nhân mình đánh giá là rất là tốt, đặc biệt là trong phân khúc laptop 15 triệu đồng. Nhưng mà có một điểm bạn cần lưu ý đó là chính là cái laptop này thì nó sử dụng cái màn hình gương, bởi vậy cho nên nó sẽ phản chiếu khá là nhiều và bạn nếu mà cái căn phòng bạn sử dụng quá nhiều đèn chiếu trực diện vào đây thì nó sẽ dễ bị lóa. Tuy nhiên ở cái môi trường sử dụng bình thường thì mình cảm thấy là nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Thì cái màn hình gương này nó không có chống chói tốt, tuy nhiên nó có ưu thế là nếu bạn sử dụng trong môi trường bình thường thì cái màu sắc nó sẽ nổi hơn, nó sẽ bắt mắt hơn là so với những cái màn hình matte chống chói. Về mặt âm thanh thì HP họ vẫn tiếp tục kết hợp với lại hãng âm thanh nổi tiếng của Đan Mạch là B&O để mà tích hợp loa cho HP Pavilion. Thì cái loa nó được đặt ở ngay cái hàng trên này, các bạn thấy là nó sẽ đánh trực diện một người dùng và cái âm thanh của nó thì thực ra đây là loa tích hợp cho nên cái âm lượng của nó chấp nhận được. Bởi vì bạn thấy là cái thiết kế của cái dòng máy này nó khá là mỏng cho nên chúng ta không thể đòi hỏi một cái loa quá là lớn được. Tuy nhiên về cái chi tiết thì rất là ổn, đặc biệt là bạn nào dành để xem phim. Thì đây là cái phần bàn phím của HP Pavilion 14. Thì các bạn thấy là thật ra cái bàn phím này vẫn bằng nhựa giống như là những cái bàn phím bình thường thôi. Tuy nhiên nó được sơn thì nó có cái rất là giống với lại cái phần kim loại bên ngoài. Về cái hành trình phím thì nó khá là dài và cái độ nảy thì rất là tốt. Thì cá nhân mình nó gợi nhớ mình đến cái bàn phím của dòng EliteBook. Thì đó là một dòng dành cho doanh nhân. Tuy nhiên cái này nó không có được cái sự mà phản hồi, cái sự mà đã khi mà gõ như là những dòng doanh nhân. Tuy nhiên nếu bạn sinh viên, nếu bạn dân văn phòng sử dụng bình thường thì mình nghĩ đây là một phần phím rất là tốt. Về phần touchpad thì cá nhân mình nghĩ rằng đối với một cái laptop 14 inch thì touchpad của cái dòng Pavilion 14 này nó hơi bị nhỏ. Tuy nhiên nó vẫn sử dụng cái driver precision của Microsoft cho nên cái độ phản hồi thì rất là mượt, cũng như là bạn có thể sử dụng những cái thao tác đa điểm. Và thật ra thì đối với một cái laptop dành cho sinh viên, dành cho văn phòng thì mình nghĩ rằng bạn vẫn nên sắm thêm một con chuột nữa để đem lại trải nghiệm tốt hơn. Về phần kết nối thì chúng ta có cái cổng USB 3.0 thông thường, chúng ta có luôn cả cổng USB Type-C, có cổng HDMI, cổng Ethernet lẫn cái đầu đọc thẻ nhớ. Thì đối với nhu cầu của những bạn sinh viên, đối với nhu cầu của những bạn làm văn phòng thì mình nghĩ rằng đây là một cái combo có thể nói là rất là hoàn hảo rồi, không có thể đòi hỏi gì thêm nữa. Thì nếu mà so với những phần khác rất là xuất sắc thì cái phần pin của chiếc máy này nó hơi khiêm tốn một chút. Khiêm tốn ở đây không có nghĩa là tệ đó các bạn. Thì đối với cái nhu cầu sử dụng của mình bình thường là mình lướt web rồi mình chỉnh sửa văn bản nhẹ nhàng thì với cái độ sáng là khoảng 70% thì chiếc máy này nó trụ được khoảng 5 giờ. Thì về cấu hình, chiếc máy này được trang bị bộ xử lý Intel Core i5-8250U, 8GB RAM và ổ cứng là 1TB HDD. Thì đối với dòng thế hệ 2018 này thì chúng ta có một cái bộ xử lý Core 4 nhân và nó rất là mạnh mẽ để các bạn có thể phục vụ những công việc nặng nề hơn, chẳng hạn như bạn nào mà cần chỉnh sửa hình ảnh cái số lượng lớn hay là chỉnh sửa video nhẹ nhàng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được trên máy này. Và dĩ nhiên là cái nhu cầu giải trí rồi gõ văn bản thì những chiếc máy này đáp ứng rất là hoàn hảo. Thì về tổng thể, vào thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng không có chiếc máy nào mà có mức giá dưới 15 triệu đồng mà có thể kết hợp được vừa hiệu năng vừa cái thiết kế rất là đẹp mắt như là HP Pavilion 14. Thì đây có lẽ là một trong những chiếc laptop rất là đáng cân nhắc đối với các bạn sinh viên và học sinh trong mùa tựa trường sắp tới. Xin cảm ơn.